Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh triển khai với tâm thế nỗ lực quyết tâm cao nhất, bắt đầu bằng việc ban hành nghị quyết số 01 về xây dựng chương trình nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015. Quảng Ninh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo để lãnh đạo chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị và vận động người dân tham gia, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy và thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách các địa phương để hỗ trợ cơ sở chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thay vì chỉ triển khai thực hiện điểm như các địa phương khác trong cả nước, Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ ở cả 125 trên 125 xã với 19 tiêu chí và 39 chỉ tiêu. Trong đó có 92 xã ở vùng biên giới khó khăn, địa hình chia cắt. Để tạo động lực thực hiện chương trình, tỉnh Quảng Ninh đã dành trên 120.000 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách chỉ chiếm 11%, đóng vai trò hỗ trợ, còn lại 89% được huy động từ xã hội hóa và người dân. Ngay khi mới triển khai, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương với sự chủ động, tích cực tham gia của người nông dân. Với cách làm này, hạ tầng nông thôn toàn tỉnh được đầu tư ngày càng đồng bộ, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa hải đảo với đất liền ngày càng được thu hẹp. Sau khi mà có chương trình nông thôn mới thì mấy năm gần đây thì cái bộ mặt của xã cũng như là ở dưới thôn ấy, thay đổi rất là rõ rệt. Các cái cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư rất là nhiều, đời sống nhân dân cũng thay đổi và ngày càng phát triển đi lên. Quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh luôn có những đổi mới về phương pháp và cách tiếp cận phù hợp ở từng thời kỳ. Nếu như giai đoạn 2010 đến 2015, xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh được triển khai rộng khắp, thì sang giai đoạn 2016-2020 đã chuyển sang tập trung nâng cao về chất, đảm bảo thường xuyên, liên tục và lâu dài. Tiến tới xây dựng nông thôn tiên tiến, tiếp tục xác định người nông dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và được thụ hưởng. Đầu tư của doanh nghiệp là động lực. Nông thôn mới đấy thì trong năm qua thì nó như một cái làn gió mới. Nói chung là vườn diệc thì ai cũng đẹp, kinh tế thì mỗi năm, mỗi gia đình thì người vườn ít thì cũng thu nhập ít, vườn nhiều thu nhập nhiều từ 500 đến 700 một gia đình. Người dân cũng đã tiếp cận được nhiều các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật rồi là các cái cơ giới hóa trong nông nghiệp, trong sản xuất, rồi là hàng hóa mọi người cũng chú ý đến và nâng cao được cái thương hiệu lên, cũng có nhãn mác và bao bì đầy đủ, có tem truy xuất nguồn gốc. Để nâng cao thu nhập cho người dân, các địa phương đã quan tâm lập quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, hình thành các vùng sản xuất lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ năm 2013, tỉnh Quảng Ninh là địa phương tiên phong triển khai chương trình OCOP mỗi xã phường một sản phẩm với mục tiêu phát triển các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm có lợi thế của địa phương, tạo thương hiệu cho nông sản Quảng Ninh và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay toàn tỉnh có 421 sản phẩm tham gia chương trình OCOP và đã có trên 90% sản phẩm được dán tem điện tử có mã vạch truy xuất nguồn gốc. Từ thương hiệu riêng có của tỉnh Quảng Ninh, chương trình OCOP đã được chính phủ chọn làm hình mẫu nhân rộng ra cả nước, vừa được xác định là nhiệm vụ trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới thì tạo được, thứ nhất thì tạo được cái sân chơi chúng tôi là thứ nhất là tạo nguồn vốn khoa công nghệ này. Với chúng tôi là hiện nay chúng tôi là đang phát triển để trồng cây trà hoa vàng trong địa bàn huyện Ba Chẽ, trong đó là tạo được công ăn việc làm. Hiện nay là cả huyện là có tầm 500 trên dưới 500 hộ trồng cây trà hoa vàng. Còn đặc biệt nữa là chúng tôi là cũng nhờ nông thôn mới chúng tôi bao tiêu sản phẩm cho bà con. Qua 10 năm thực hiện chương trình, diện mạo nông thôn mới của Quảng Ninh được thay đổi rõ nét. Thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn tăng từ 10,98 triệu đồng năm 2010 lên 29,53 triệu đồng năm 2015 và đến nay đã đạt 45 triệu đồng một người một năm. Toàn tỉnh đã có 91% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn cả nước 50,26%. Đến nay thì Quảng Ninh đã có 89 trên 98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 trên 13 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trở thành điểm sáng khi thị xã Đông Triều đã trở thành đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở miền Bắc. Cô Tô là huyện đảo tiên tiêu về đích nông thôn mới và xã Việt Dân là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong cả nước. Quảng Ninh
với cái cách làm sáng tạo, với cái làm quyết tâm, với cái sự vào cuộc đồng bộ, chúng ta đã tổng huy động được nguồn lực xã hội, bao gồm cả vật chất, bao gồm cả tinh thần, bao gồm cả khát vọng. Chính những điều đó đã trở thành kết quả trên tổng thể diện mạo nông thôn chúng ta được đổi mới, hòa quyện với cái đổi mới chung của tỉnh. Thứ hai là đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Đánh giá thành quả 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn nhận diện những hạn chế. Đó là việc bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới ở cấp xã còn nặng về đầu tư hạ tầng, chưa có nhiều dự án phát triển sản xuất. Vẫn còn địa phương nặng về hình thức, mới quan tâm đến các mục tiêu mà chưa chú trọng đến chất lượng của việc đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở vùng khó chưa thực sự bền vững, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị của tỉnh, đặc biệt là sự chủ động, tích cực tham gia của người dân. Về giải pháp đấy, trước hết là phải tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà ở đây phải thể hiện được cái quyết tâm cao hơn nữa, quyết tâm quyết liệt, bền bỉ và phải thực hiện trên cơ sở có kế hoạch rất cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kiểm đếm được. Cái thứ hai là phải tăng cường hơn nữa cái tuyên truyền vận động thông qua các phong trào, nhất là phong trào Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, và làm sao để cho người dân chủ thể nông thôn mới phải thực sự vào cuộc một cách mạnh mẽ quyết liệt. Thứ ba là phải huy động tối đa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới để đầu tư cho phát triển sản xuất. Thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới của Quảng Ninh không chỉ là số thôn, xã, huyện cơ bản đạt được tiêu chí trong 10 năm qua, mà giá trị to lớn hơn đó chính là đã phát huy được sức mạnh của chủ thể, người nông dân, phát huy được quyền làm chủ, đảm bảo công bằng xã hội, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và kinh nghiệm triển khai 10 năm qua là nền tảng và là động lực để Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong những năm tới.